anh chị, chúng ta vừa được xem những hình ảnh về lâu đài Địa Trung Hải Phú Quốc của Bill Bensley thiết kế. Và trên màn hình thì chúng ta đang đi qua cái cụm lâu đài. Mới đây thì thầy phù thủy resort top 5 kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới, ông Bill Bensley, hé lộ những kiệt tác tiếp theo ông dày công xây dựng tại Phú Quốc. Một cái lâu đài Địa Trung Hải Phú Quốc sừng sững nằm ngay tại điểm tụ của Phú Quốc, điểm đến hàng đầu của du khách du lịch Phú Quốc, nằm ngay tại ga đi cáp treo An Thới. Công trình hứa hẹn sẽ mang lại cái điểm nhấn kiến trúc của Phú Quốc, và đây cũng là tác phẩm thứ hai ông cùng tập đoàn Sun Group kiến tạo tại Nam Phú Quốc sau công trình đầu tiên, đấy là JW Marriott Phú Quốc. Với vị trí vô cùng đặc biệt nằm ngay trong hệ sinh thái rất là đẳng cấp của Sun Group, thì chủ đề đang được quan tâm nhất tuần vừa qua chính là kiến trúc lâu đài Địa Trung Hải Phú Quốc do kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley thiết kế. Việc sở hữu một cái tuyệt mỹ về biểu tượng kiến trúc do Bill Bensley thiết kế, những ý tưởng chỉ tồn tại trong các cái khu resort nghìn tỷ, thì giờ đây giữa thị trấn Địa Trung Hải, những căn shop house The Center được sở hữu vị trí đắc địa đặt cạnh ngay lâu đài Địa Trung Hải, view trực diện ra biển, và công trình hàng nghìn tỷ sánh bước cùng các cái biểu tượng kiến trúc của thế giới. Đây là khu vực toàn cảnh về Amalfi cổ trấn giai đoạn 1 của shop house Địa Trung Hải, và trong đó chúng ta có những hình ảnh mới nhất về lâu đài Địa Trung Hải, những cái hình ảnh mà gây thương nhớ của tòa lâu đài giữa lòng The Center Phú Quốc, đó chính là giai đoạn 2 của shop house Địa Trung Hải, tọa lạc ngay ga đi cáp treo An Thới, nơi mà có 50 cái công trình biểu tượng tại Phú Quốc như sâu nhạc nước Voltex, cầu hôn, khu cụm tiện ích Center Village, tháp chuông đồng hồ cao 75m so với mực nước biển, và rất nhiều các cái điểm nhấn khác cùng các cái tòa căn hộ Hillside, điểm vui chơi giải trí Sun World Hòn Thơm Natural Park. Nơi đây sẽ trở thành cái điểm đến du lịch tầm cỡ với cái thương hiệu ẩm thực, cà phê, thời trang cùng với sự góp mặt của các cái đơn vị quản lý vận hành hàng đầu như Hilton, Tetro của Nga, ECA2 sẽ đưa cái điểm Địa Trung Hải Phú Quốc này, thị trấn Địa Trung Hải này trở thành một trong những cái điểm vui chơi giải trí 24/7 hàng đầu thế giới, sánh ngang với những Sentosa của Singapore hay là Genting của Malaysia. Và nơi đây sẽ được lựa chọn tổ chức Countdown Party 2021, lễ hội bắn pháo hoa thường niên hàng năm. Và hiện tại thì chúng ta đã có tổ chức thành công cái show Fashion Voyages 3 của đạo diễn Long Can, chuyên về thời trang. Và dự án Shop House Địa Trung Hải nói chung cũng như là giai đoạn 2 Shop House Địa Trung Hải, đó chính là khu vực The Center với 364 căn Shop House Địa Trung Hải do tập đoàn Sun Group phát triển tại Nam Phú Quốc, đã được ra mắt trong tháng 3 với lối kiến trúc phóng khoáng, thương mại đỉnh cao, sẽ là một cái điểm nhấn trung tâm nhất của Amalfi cổ trấn được kiến tạo tại ga đi cáp treo Hòn Thơm. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về một trong những cái căn Shop House Địa Trung Hải giai đoạn 2 Shop House The Center thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn chính sách bán hàng cập nhật từ chủ đầu tư Sun Group. Và đầu tư vào Shop House The Center Địa Trung Hải được các cái chuyên gia phân tích bất động sản đánh giá rất tiềm năng về sở hữu và lợi nhuận sáng nhất trong thị trường bất động sản biển. Và dự án này nằm trong 6% quỹ đất khan hiếm ven biển có tính pháp lý đầy đủ thuộc tập đoàn Sun Group, đó chính là việc sở hữu lâu dài. Và điều đó thì chứng minh rằng tiềm năng đầu tư Shop House The Center Địa Trung Hải với cái vị trí địa lý thuộc top những sản phẩm hữu hạng có 102, và kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng, thương mại đỉnh cao cũng là một trong những cái điểm nhấn cực kỳ quan trọng của Shop House Địa Trung Hải. Và tiềm năng đầu tư về sinh lời trong hệ sinh thái Nam Đảo, trong đó chúng ta có Shop House The Center là một trong những cái vị trí bất động sản cốt lõi của toàn bộ thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc, rất đáng để anh chị xuống tiền và đầu tư trong thời gian này. Và Shop House Địa Trung Hải The Center nằm tại cái vị trí lõi trung tâm Địa Trung Hải cùng với tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Grand City Hillside Residence và Sun Premier Village Primavera, tạo nên một cái thị trấn ven biển phồn vinh thịnh vượng nằm trong khu sinh thái của Sun Group đầu tư bài bản chuyên nghiệp.
cho chính những cái cư dân của các cái dự án bất động sản tại đây, tạo nên một cái chuỗi hệ sinh thái gắn bó, bổ trợ và sẽ đón hàng triệu lượt khách tham quan cùng với những người dân bản địa. Và Shophouse Center Địa Trung Hải còn sở hữu một cái vị trí đắc địa khi kết nối tổ hợp tiện ích dịch vụ giải trí du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Nam Phú Quốc. Nó tạo ra một cái sức hút vô cùng đặc biệt, và đây chính là cơ hội đầu tư dành cho những anh chị đang quan tâm về một bất động sản sở hữu lâu dài, vị trí đặc biệt, chủ đầu tư uy tín. Và còn ngần ngại gì nữa thì anh chị vui lòng liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.